Xin chào quý vị và các bạn, rất lâu rồi thì kênh Invest TV chưa làm lại một cái bản tin về cái dự án Renet. Dự án này thì thời gian trước cũng có khá nhiều bạn quan tâm, mà sau khi mà Renet list sàn Remitano và cái giá thì bây giờ nó cũng không phải là quá cao, nó cũng vẫn chỉ loanh quanh mức giá là trên dưới 1 đô thôi. Thì có lẽ cộng đồng cũng đã còn không còn hào hứng với Renet nữa. Có chăng thì có lẽ chỉ có một vài những cái thông tin ví dụ như Renet lên sàn này sàn kia thì có thể làm cho mức giá của Renet sẽ được đẩy lên nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên thì sau đấy thì cũng lại quay trở về cái mức ngang ngang lình xình tầm hơn 1 đô. Thì có một thông tin gần đây nhất là Renet Foundation đã xin cập nhật cái thông tin chính thức về việc niêm yết Renet ở trên sàn Elbank, một trong các nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu theo xếp hạng của CoinMarketCap. Với việc niêm yết trên sàn Elbank, người dùng có thể giao dịch cặp Renet USDT trên Elbank. Các mốc thời gian quan trọng người dùng cần lưu tâm đó là cái thông báo niêm yết chính thức từ Elbank diễn ra vào lúc 27 tháng 3 vào ngày 27 tháng 3 năm 2023 lúc 10 giờ sáng giờ UTC. Đó. Chúng ta theo giờ Việt Nam thì chúng ta cộng thêm 7 vào nữa nhé. Và chính thức cho phép nạp Renet vào tài khoản người dùng Elbank vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 lúc 10 giờ AM UTC. Chính thức cho phép giao dịch Renet trên Elbank vào ngày 29 tháng 3 lúc 10 giờ AM UTC. Và chính thức cho phép rút Renet từ tài khoản người dùng Elbank 30 tháng 3 năm 2023 lúc 10 giờ sáng theo giờ UTC. Renet Foundation hy vọng việc niêm yết Renet trên Elbank sẽ giúp đưa ra các sản phẩm của chúng tôi đến được với nhiều người dùng hơn và đáp ứng nhu cầu về giao dịch tiền mã hóa trong của cộng đồng. Đó là những cái thông tin cập nhật mới nhất về đồng Renet. Đấy, mình đoán rằng trong loanh quanh những cái mốc thời gian này, giá Renet sẽ được bay lên một chút với những cái thông tin tích cực này. Thì các bạn có thể search xem Elbank nó là đứng vị trí thứ bao nhiêu ở trong các cái bảng xếp hạng ở trên CoinMarketCap với những cái sàn giao dịch tiền điện tử, tiền số các bạn nhé. Nó cũng khá là lớn đấy, thậm chí là hơn trên cả sàn MEX luôn. Ok, đây là những thông tin mình thấy cũng khá là tích cực với dự án Renet. Hy vọng rằng Renet sẽ có những cái lộ trình, những cái bước đi nó cụ thể rõ ràng hơn trong tương lai, để anh em mà có đồng Renet trong tay thì trong ví thì cũng lấy làm vui và có thêm chút thu nhập. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo của kênh Invest TV.